ăn mai chấp sự không chịu. Không chịu thì nói chung á thì nhỏ này nó nói giờ không chịu, nó biết ở nhà thế nào thằng trước sau vậy thầy cũng chắc với thằng Thắng, cho nên nó mới bỏ nó đi. Nhưng mà nó không có lại tỉnh khách nha. Nó đi ra Vũng Tàu, nó ở ngoài á. À, nó ở ngoài rồi cái bắt đầu chị ta nó cạo đầu đi. Cạo đầu xong rồi thì từ bắt đầu sóng gió từ đó là bùng bùng rùng đấy. Cái thằng Thắng nó biết không, nó vô nó kiếm gì đó, nhưng mà không biết sao không, nó ghen với thầy Chức Quyên á, thằng Thắng. Nó sợ ở đó rồi từ từ rồi. Tại vì lúc đó đó là khi mà vô cuộc như vậy nè, bắt đầu chị mới để ý là lý do gì tụi đó đặt chị là khám thử. Để chị kể cho chị nghe hết luôn. Bây giờ bắt đầu đây là cái bước thứ hai nha. Rồi á là tự nhiên vậy đó, là thằng Thắng nó mới đùng đi vô trong đó đó. Là bắt đầu là con Mai nè, nó mới điện cho chị ở ngoài quê á, nó điện vô đó. Bây giờ ông Thắng không chịu muốn Mai hết trơn đó. Là lúc đó là cũng biết không, đi lên trên Tiền An đó, cái làm giấy tờ cho nhỏ ở đó gọi đàng hoàng mới có một tháng mà cái nó lên nó lâu nó thình thịch cái gì à. Thì gì à, cái bắt đầu cái bé Diễm nó đi thêm lành nữa, cái bắt đầu mấy Thắng thấy chị thế thôi, cho dụ cho nó ở nữa. Cái từng biết không, cái trận này mới trận dữ nè, đang ở gì đó, cái bắt đầu cái giấy tờ mà của công an Nguyễn Đức Hòa mời lên làm việc đó, cái nó mới lên làm việc. Là lúc đó là bắt đầu vô cuộc, là bắt đầu là chị đang ta ở con Mai nó điện. Tại vì lúc đó luôn con Mai suốt ngày suốt giờ canh 24/4, nó nhốt trên lầu 2 á, là nhốt cái bằng canh 24/4 nó không rời con bé Diễm nha. Rồi bắt còn chị nấu cơm, mà chính chị bản thân chị còn không đem cơm được trong bé Diễm nữa. Mà Cưng biết thêm cái lúc đó, để chị kể cho thật là rành cho Cưng nghe, để vào chừng nữa cái Cưng nghe lại hết từ đầu tới đuôi. Trong cái nãy giờ Cưng vẫn ghi âm, nhưng mà Cưng đừng có đem lên. Cưng đem lên Thắng nó giết chị. Chị bí mật là Cưng có thể là chị nói cái chuyện này là cứu người luôn, để chị nói cho Cưng. Thì tại đó rồi bắt đầu á là con Mai á nó mới giúp chị lên, rồi chị mới lên, chị mới nấu cơm, chị tiếp ở trong cái gia đình. Thì Cưng biết không, chị đâu lúc đầu chị đâu có quan tâm, mà chị xài cái máy phụ bắp cái thanh cần, chị đâu có xài, mà cái máy cảm ứng chị đâu có biết xài máy cảm ứng. Cái bắt đầu cái Cưng biết không, rồi đầu tiên chị thấy ông thầy thích trật tự đó, là chị biết là lúc đó đó ổng vừa bắt con Diễm My về đem xe du lịch vừa lâu nhỏ vô nhà rồi đó, thảy vô trong phòng mà lầu 2 rồi đó. Cái rồi bắt đầu bận đồ lam nó, cái ổng vô cái ổng đưa cho Thanh hai cuốn sách, cái ổng nói là bên đây cho uống nãy để giải đi này kia nọ. Rồi ở đó cái ổng ăn cơm chiều đàng hoàng tử tế hết. Cái bắt đầu ổng về thì thằng Thắng nó móc cho một cái bao thơ, không biết bao thơ là bao nhiêu, cái đó mình không biết. Rồi cái bắt đầu cái bá Nguyễn Sinh, lúc đó là Nguyễn Sinh nó nổi như cồn luôn, chứ không có mấy cái người sau này chị nói thiệt, cái gì Ngô Quân, Ngô Mẹ rồi chị Lan, cái gì bất cứ là không có ai đâu, chị nói thiệt đó. Lúc đó là Toán Trần với Nguyễn Sinh là đấu cái bằng vũ lâm, để chị kể từ giai đoạn cho Cưng nghe, những người sau này không biết mẹ gì đâu. Rồi cái bắt đầu Cưng biết không, cái Nguyễn Sinh nha, Nguyễn Sinh lại cái bắt đầu cái bài nó có trời quá làm sao mà nói vậy, bà Nguyễn Sinh cái bài là nó cấu kết với ở bên công an đó, Nguyễn Sinh đó. Cái nó lợi cái bài nó nói bây giờ nếu mà ông không muốn cho con bé Diễm mà lui tới đó nữa, mà muốn cho việc hạ cái chỗ đó trừ ra là mình sang bằng là dở cái đó, còn chỉ còn miếng đất trống thôi. Là chính chị lúc đó là chị ở trong nhà đó luôn. Cho nên là cái gì chị cũng nghe hết, chị ghi âm mà bây giờ vẫn còn giữ ghi âm nè, tâm trạng chị nói thật. Rồi đấy chị từ từ kể cho Cưng, đó là cái những cái lá bùa hậu mạng của chị đó. Rồi cái Cưng biết không, cái nó mới vô nó bàn với Thắng vậy đó. Tại vì nó vô là phải cơm nước nọ kia là chị bưng ra, chị ấy hết chứ, là bộ còn mò nặng nghe, Cưng biết không. Chứ lúc đó chị có xài cảm ứng là nó chích ca với chị rồi đó, chị nói thật chứ Cưng. Tại vì mình không có biết xài cảm ứng, chỉ ghi âm thôi. Cái bắt đầu là nó bài, nó nói bây giờ á, ông là thằng Nguyễn Sinh đó nha, ông bây giờ trừ ra, bây giờ ông phải là triệt để hết những người này, là dỡ luôn cái chỗ này sang bằng luôn á, là trừ ra như vậy thôi, chứ còn phần cái Diễm nó sẽ tới hoài. Cái thằng Thắng hỏi ba bằng cách nào thì nó cũng bài môn độc sử là cái thằng Nguyễn Sinh đó. Cái bắt đầu cái nói như nào là nó đi về quê, lúc đó là trời ơi, thấy chi tiền mà chị chóng mặt luôn á. Thằng Sinh đó, Nguyễn Sinh nó tiền biết bao nhiêu, lúc đó thằng Thắng chi Cưng biết thế là chứ hai ba ngày cái đó lợi nó vẽ thì với kia móc đưa, hai ba ngày móc đưa cứ lặt hoài vậy luôn. Cái nó mới nói thôi bây giờ á, anh bây giờ đấy anh cái nó mới bài, nó nói giờ cái vụ lộn lưng nó tóm chặt á, mà
cái nó bài bài nó nói bây giờ chỉ còn cách đó đó chứ trên đó không ăn vô cuộc này kia. Từng biết không, chị nó chị không có biết thằng Tống Trần là ai. Chị con người của chị nói ngay thẳng không có bên ai mà cũng không ai ấy chị cái gì hết. Nhưng mà luật sư Vũ đầy đủ mặt công an Nguyễn Đức Hòa luôn, chị không bao giờ chị dùng ống mà chị nói ấy đâu. Tại vì trong nhà bàn lẫn chị ghi âm hết trơn mà, chị có 7 cái ghi âm là chiến đấu nhất luôn á, là cái bộ họ mạng của chị đó. Cái thường biết không, cái lùa đi vậy, cái bắt đầu cái gần tầng trong ứng ngoài họp, cái nó về cái bắt đầu Nguyễn Sinh nó ghê lắm, cái nó đánh chơi, nó đánh không biết sao, nó đánh nào là loạn lưng xong rồi đúng không, cho lùa vô mà trong kiến tường hết. Và một mặt ở đây nè, nó nói là cái vụ mà nó không mạng sống nhau, nó thằng Thắng mà cha dựng á cưng. Em biết nó ghê không, nó bỏ cả tỷ bạc, nó kêu Nguyễn Sinh là đi làm giấy cho nó trong một ngày thôi, nó làm đặt lại cái giấy cây xanh cho Diễm My là võ chị Diễm My, thấy ghê không. Bởi vì nó nói ai nói nó chị lùng ai nó đâu, cái nó đâu có dám sát thủ với chị đâu, phải chị biết quá nhiều tôi hiểu không. Cái lúc đó lên mạng Nguyễn Sinh nó đâu dám lên mạng mà nó mong chị đâu, nó đâu dám, nhưng mà nó âm thầm nó chi sát chị ở ngoài đời, hiểu không. Rồi cái như vậy, cái ông nội Tống Trần tôi lúc đó không biết không, trời ơi mình tưởng nó không ăn chìm cái gì mình cũng nói với nó hết. Cái lúc đó con thi thi á, để chị kể nha, đi qua nước ngoài á, cái nó nghe chị điện cho lúc đó nó nè thi thi nè với con Trang Vina với con Yến Nguyễn rồi đó, chưa có con gì Tiểu Lê gì đâu. Cái con biết không, lúc đó là một băng không đó, chứ với một ngọc Tâm Trần rồi đó, nó chữ ghê gớm ha, nó băng. Cái bắt đầu cái chợ thông tin gì bất cứ con biết không, lúc đó là trời ơi nó vô la vô rồi nó làm giàu luôn. Cái bằng con biết không, lúc nào nó cho vô bà Thám Tử, bà đưa tin nó thật cho chị thằng Tống Trần á, biết không. Bà Thám Tử đưa tin cái gì thì thôi đi, giờ chị rất là sợ nó luôn. Cái bắt đầu cái bữa đó cuối cùng á là chị đang còn ở nhà thắng á, cái là lúc đó biểu hiện bé Diễm My nó nhảy lòng nó trốn rồi nó đi rồi đó. Cái lòng nó lên lại nó một con nó tài trời không, nó nói á bà Thám Tử mà bà con cộng đồng bà mạng biết cả nhà biết là ai không, ai đó là thì nó chỉ nó lên trên live nó nói vậy đó. Bà Thám Tử là chị chồng hay chị bà con gì với Bân Mai động trời ông đang ở trong nhà bà Mai, bởi vì tôi mới nắm bắt hết thông tin động trời chưa. Cái nó nói vậy đó thanh trần, trời ơi chứ có biết không, nói vừa lên live xong rồi con gái chị nó mới nói chị có hai đứa con gái chị nó mẹ ơi mẹ đem thông tin cho chú Tống Trần, bây giờ chú lên chú khai mẹ hết trơn một cái chị à, đi liền mẹ ơi. Tại vì cái xóm của thằng Thắng Nguyên một cái xóm đó là nói chung là lớn của nó không, mà là nó công ty giỏng hết cưng. Là nguyên một sân khoan nha, dưới đó bốn chị em ruột bốn anh em rể là ở gần nó không đó, nhưng mà trong một cái bốn anh em rể bằng bà mà mình còn chèo đó là đặc biệt là có một người không thường Thắng, là cũng như cái vụ nó là tài xế, không hiểu không. Nó đưa đi đâu làm gì nó biết hết đó, cho nên là chị nói cho gần cho tôi nghe nè. Hiện tại bây giờ nó người nào nó cũng cho tiền hết, người nào cũng lo cho nó. Từ cái lúc mà 4-5 nay nó bỏ không biết bao nhiêu tiền mà nói ghê lắm, thẳng sàng nó tiêu diệt cưng, tiêu diệt à, em á hả, tiêu diệt em hay là ai, tiêu diệt ai mà chống đối nó, ai mà lên nói nó một cái gì gục địch, nó sẵn sàng tiêu diệt ở ngoài đời này, chứ không phải mà nói trên mạng mà nó lên. Tôi thấy thằng Thắng nó có lên mạng nó nói gì không, không đúng chưa. Đó vậy mình nó ghê đó chứ. Rồi cái tôi biết không, trong một cái đêm đó nó thấy thằng Tống Trần nó lên live, là lúc đó nó lên live 8 giờ á, mà lúc đó một hai lần hai lần 11 giờ trưa với 8 giờ tối. Nó lên 8 giờ tôi không biết không, nó vừa ấy rồi cái con gái chị nó chết rồi, chú Tống Trần nói là thằng Thắng nó đi xuống đó, xuống nhà chị á. Bắt đầu tôi không biết không, là mẹ con chồng vợ chồng với hai đứa con, rồi là bắt đầu tôi không biết không, chị trốn liền theo tay là đội chạy, không biết bắt giáp, mà trong mình không có đồng bạc. Mình nghèo mà. Mà không có đồng bạc luôn ấy, để chị nói nè, nó kêu gác chạy đi mà không biết chạy đâu, tôi chạy đại qua ra Sài Gòn cho chị. Trong mình không có đồng bạc nữa, tôi thấy con đêm hôm 8-9 giờ tối rồi, bắt đầu bắt hai chiếc giáp lên, nhảy lên đi cái bắt đầu chạy ra, tôi thấy trời chị gian nan. Ta Thanh Trần ơi, chị không biết Nguyễn Sinh nó ở đâu, tự nhiên đi ra ngoài đó làm sao mà đi lỡ ra đến nhà hàng nó cưng. Trong đêm đó đi lỡ tới nhà hàng Nguyễn Sinh, cái tới sáng lại cái bắt đầu để nhà hàng Nguyễn Sinh đi quán một quán dưới chân, trời ơi đi nữa cái bắt đầu cái không biết điện ai, cái điện cho chị Lan, chị có số chị Lan á,
mắt mình mới xin nó là nó ở đâu, tự nhiên đi ra ngoài đó làm sao mình đi lợn tới nhà hàng nó cưng. Dạ. Trong đêm đó đó đi lợn tới nhà hàng Nguyễn Sinh cho tới sáng lại cái bắt đầu để nhà hàng Nguyễn Sinh đi quán một quán dưới chân, trời ơi đi nữa cái bắt đầu cái không biết điện ai, cái điện cho chị Lan, chị có nói chị Lan á. Vâng. Chị nói chị Lan á, chị Lan là chị Lan sao lại cũng nhờ tóc chặt đó là nó giới thiệu rồi nó kêu lên like rồi nó kêu ủng hộ cho chị Lan á. Chị Lan sao thôi tóc chặt là đầu tiên nó thấy đó. Yeah. Đó là thông tin gì rồi này kia. Rồi nó bắt đầu bả lên like, lúc đó đâu có ai coi đâu, tại vì bả nói chuyện giả ác á, rồi ít có ai đeo đuổi bả lắm, rồi sao là cái nhờ cái vụ là chuyện thông tin, rồi các bà nó mới đưa thông tin, nhất là thằng Lộc Lê nha, Lộc Lê nước ngoài á là ghi âm gì của chị cái gì vậy là thằng Lộc Lê nắm chơi nó nắm đổ có đặt lên cái chân Lộc Lê đi rồi cứ nghe. Yeah. Nghe nó lên Lộc Lê đó. Thằng nó cái bắt đầu cái có chị Lan, chị Lan bây giờ trên con đường em đang đi mà tự nhiên Tống Trần nó nói em vậy, mà gia đình em đi mà trong mình em cũng có đồng bạc cưng nghĩ đi, con của chị hai đứa nó làm công ty, chồng chị làm hồ, chị đi làm phụ việc nhà người ta, cứ hỏi cưng là chị có đói không, chị đâu có đói. Ừ. Mà nửa chừng mình chưa có lãnh lương, tự nhiên Tống Trần nó chơi mình vậy đó, hỏi cưng không có đồng bạc túi luôn đó, rồi đi cái bắt đầu bốc đi vậy luôn, mà giấy tờ bỏ lại hết, chỉ thồn bộ hai bộ đồ thôi mà đi tới giờ là ba bốn năm nay rồi nè anh Trần. Rồi cái tại sao chị phải đi, nhà cửa chị có mà. Thì có nhưng mà chị giờ chị đâu dám về, nó gặp nhà sao rồi kể hết cho nghe nè, rồi cái gì thôi đâu, cái bắt đầu cái lúc đó mà thằng Quỷ thằng Thắm sắp tỉ tao á. Thằng Thắm tỉ tao nó mới nhào vô cái nó mới thông đồng với thằng Thắm nè, nó mới đi đi tìm chị, có hiểu không, nó chỉ tìm chị cái nó nói là nó nói bây giờ ở nhà Thắm biết gì gì không, bắt đầu chị tức quá trời, tại vì trong nhà Thắm cái gì từ hang hồn mỗi chắc chị biết hết, rồi bắt đầu chị lên chị tức quá, chị lên cộng đồng mạng chị nói đồ nó để ở đâu cái chuyện gì á. Và cái thứ hai nữa cái bắt đầu cái nói tôi hỏi ông Thắm, tôi thấy nói chuyện ra là ngu rồi, tôi hỏi ông Thắm, Thắm nói không đâu muốn người làm đâu, tôi thấy ngu không lẽ ông Thắm nói là vậy sao phải không, cái đó là không ngu rồi. Rồi thôi cũng bỏ qua, rồi bắt đầu cái lúc đó cái chị nói cho cưng nghe là cưng tin chị đi, cỡ gì cỡ đừng bao giờ cưng tin cái cô Tiễn Lê Lê, cái cô Tiễn Lê Lê cũng không có tốt đâu, có thể là cổ hại cưng nữa đó, cưng đâu cưng nói theo như cái lời của y đó là nữa bị đi tư kiện được coi, bà Tiễn Lê Lê bà ghê lắm, bả hồi đó bả vô á bả không giúp cho Việt Nam mà bả còn lại bả chửi, bả nghe lời Thắng Cao lúc đó bả thành trưởng Thắng Cao, bả chửi là bên mấy thầy nè, rồi bả chửi Diễm My, bả nói Diễm My sao chửi ông tùm la, rồi sau này cái không biết ai cho tiền bả, cái bả quay là Việt Nam đó, rồi cái bả nó nói là bả không phải là fan của Việt Nam mẹ gì đó, rồi giờ đó tùm lum la đó, thì bây giờ chị nói thiệt luôn nha, nghe vậy đó, bả nắng bề nào bả che ngà bề đó thôi, nhưng mà cái đó cái chuyện của người ta chị không cần biết, nhưng mà bây giờ chị cần là cần hôm đó nay là chị không biết không, chị theo cháu chị đến đổi theo luôn là gì á, là hiện giờ bên bác của My á, Thanh Trần bác ruột á, là ở bên Mỹ á, cưng bên Mỹ hết rồi, bây giờ còn lại mấy chị, mà bây giờ là bác già quá yếu quá, còn ba nó chết rồi, cho nên bây giờ cưng biết không, cái hồi xưa đó cũng như là hồi xưa cưng biết là như mình làm đất đai này kia cũng này kia nọ vậy đó, nếu mà làm thì bây giờ như ba nó chết lâu rồi người ta không có muốn cái gì hết, chứ nếu mà làm ra thằng Thắng này đó, chị nói cho cưng ra Ngô Ba Phai đó là thằng Thắng chết chắc, cưng hiểu không. Nhưng mà nó có lăng cánh với như là tài sản làm ăn đấy, hồi xưa giống như tương tự mà nó có ấy nhà nước ngõ nọ kia với nó cưng. Cho nên nó thành ra người ta mới bỏ qua vậy thôi, nhưng mà thằng Thắng nó làm càng ngày nó càng quá, cưng hiểu không. Cho nên là cái ý của chị là chị muốn làm sao đó để ra cái vụ này nè, nhưng mà chị đang ấy gì chị này, chị muốn nói thiệt cho cưng nghe, không biết có nên nói hay không. Là giờ nói chung là chị thành tựu cưng dữ lắm, tại vì cưng dám ăn dám nói, chị mới đây nhưng mà chị rất là tin cưng. Cưng hỏi cưng là mình đem cái thông tin nó ngồi đẹp ở nhà nó vậy đó, cái lên cái bà Thắm Tử bà nói như vậy đó, bà Thắm Tử tôi vậy chứ tao nói người ta vô cái ta coi ảo tưởng sao, trời ơi trời, lúc đó mình trống tôi cũng ngủ mà nó không hề mà đâu, rồi bây giờ cô